Đây là cái hôm mà mình và bà mẹ đi mua hoa để trang trí nhà cho ngày Tết. Tại vì là mẹ mình rất thích hoa ấy, kiểu siêu thích. Nên là Tết thì chỗ nào cũng có hoa. Hôm sau thì mình và chị gái vào trong nhà ông bà nội để lấy bánh chưng và gà. Tại vì là năm nào nhà ông cũng gói bánh chưng. Cái bánh chưng nhà ông bà gói thì rất là ngon luôn ấy. Rất ngon. Công ty sổ số miền Bắc. Và công ty sổ số miền Bắc. Ăn rồi đấy. Ăn xong này cô Hương rửa bát nha. Nó đến nó tình cảm mà cô Hương phết ý. À, cô vừa rửa bát vừa ăn xương với cô Hường nên đến khi mà không phát cô Hường quét chạy đến là học luôn. Mẹ bảo chắc là tí nữa gà hôm nay cũng là hai chị em mình mổ điều thành quả một buổi chiều. Thế là đã có hoàn thành một nồi canh xương khoai cho các cụ. Ôi, nhìn trông hấp dẫn. Nó sao tưới nước là giống bà bán phở không? Vừa thôi, không bê được đâu. Vừa thôi. Ê, nhờ cái bát này đẹp nhỉ? Lấy một bát to để lấy một bát này lên con này. Mang bát, tính nó mang bát lên. Lúc này thì bố mình đang chuẩn bị để thắp hương cúng các cụ, cũng như là báo cáo xem năm vừa qua gia đình mình đã làm được những việc gì. Năm nay thì nhà mình làm cơm tất niên vào 29, tại vì là chị gái của mình không đón giao thừa ở nhà được, nên là cả nhà quyết định là làm cơm sớm để cùng nhau ăn cơm tất niên. Không biết là do hôm đấy có nhiều món mình thích hay là do cả nhà ăn đông đủ nữa, nhưng mà bữa cơm đấy rất là ngon. Đúng là cơm 30 mãi đỉnh.
nào. Xin chào mọi người, mình vừa đến Lào Cai xong. Tết năm nào thì nhà mình cũng đi đền, đi chùa để cầu may mắn, bình an, sức khỏe, vân vân. Thế cho nên là mấy năm gần đây thì mình cảm thấy rất là thích đi đền cùng với bố mẹ. Đến đây thì vlog cũng đã hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết vlog này của mình và chúc mọi người một năm mới thật vui nhé.